Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tô Tổng. Ngày 15 tháng 8, BBC tiếng Việt bình luận Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm đi Trung Quốc những điểm đáng chú ý. BBC cho biết theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tô Tổng và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư. Hình ảnh bài bình luận trên BBC. Theo BBC, chuyến thăm này được cho là để khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước anh em đồng chí cộng sản. Trung Quốc và Việt Nam có nền chính trị với nhiều điểm tương đồng, là đối tác kinh tế quan trọng của nhau, nhưng cũng có nhiều mâu thuẫn về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông. BBC dẫn nhận định của ông Craig Pohlin, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington, D.C., Mỹ, cho rằng việc các nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Trung Quốc và duy trì mối quan hệ hòa hảo nhất có thể mà không phải hy sinh chủ quyền hoặc lợi ích quốc gia là thực tế của việc ở gần kế một gã hàng xóm khổng lồ, đôi khi hung hăng như Trung Quốc. Điều đó không có nghĩa là ông Tô Lâm hay giới lãnh đạo Việt Nam ngã về phía Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. BBC dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà quan sát từ Việt Nam cho biết, trọng tâm chính của chuyến công du này sẽ là thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, thảo luận sâu hơn về cách giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, phù hợp với pháp luật quốc tế và thúc đẩy quan hệ giữa người dân hai nước. BBC cũng cho biết việc ông Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên chỉ sau chưa đầy 2 tuần được bầu làm Tổng Bí thư, cho thấy ông muốn gửi tới thông điệp Việt Nam luôn ưu tiên đối với Trung Quốc trong quan hệ ngoại giao. Hình ảnh tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi đó, BBC đánh giá Trung Quốc xem Việt Nam là một đối tác quan trọng. Tuy nhiên, họ lại có yêu sách rất hung hăng trên Biển Đông, nên đây là vấn đề hai nước cần phải giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế. BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Bích Trần, nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, D.C., Mỹ, cho rằng Tổng Trọng có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Tập Cận Bình suốt 12 năm và điều này đã góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai đảng. Vì vậy, việc ông Lâm sớm có cuộc gặp với ông Tập là bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo, góp phần duy trì và phát triển quan hệ song phương. BBC dẫn cách gọi của giáo sư Kurt Thayer từ Đại học New South Wales, Úc. Thì việc nằm sát sườn của một quốc gia có tham vọng trên cả lục địa lẫn đại dương như Trung Quốc là sự bạo ngược của địa lý. Việt Nam không thể tự chọn láng giềng cho mình, vì lẽ đó phải luôn giữ tâm thế cẩn trọng. BBC nhắc lại vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ hai nước có thể kể đến như các sự kiện Hải chiến Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974, Chiến tranh biên giới vào tháng 2 năm 1979 và thảm sát Gạc Ma vào tháng 3 năm 1988. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Craig Pohlin cho biết thêm, ông Tô Lâm sẽ đến thăm New York vào tháng tới để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sau đó sẽ gặp Tổng thống Joe Biden. Ông Pohlin nhận định, điều này chắc chắn khiến Bắc Kinh khó chịu, nhưng tôi không nghĩ Hà Nội sẽ bận tâm. Dù gì đi nữa thì mọi việc liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam có quan hệ sâu sắc hơn cũng sẽ làm Trung Quốc tức giận. Nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi mối quan hệ với Mỹ để cân bằng với Trung Quốc. Trung Quốc tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam và họ ve vãn các lãnh đạo của Việt Nam theo các kênh quan hệ giữa hai đảng. Cùng lúc, họ vẫn sử dụng biện pháp cưỡng bức và đe dọa vũ lực để thúc đẩy các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tô Tổng. Việt Nam công bố về chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị mới. Ngày 15 tháng 8, VOA tiếng Việt cho hay ông Tô Lâm đến Trung Quốc cuối tuần này dự kiến gặp ông Tập. Theo VOA, Chính phủ Việt Nam và truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 15 tháng 8 đã chính thức loan tin về chuyến thăm của Tô Tổng và phu nhân đến Trung Quốc vào ngày 18 tới, trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi ông được bầu làm lãnh đạo đảng thay cho ông Trọng. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được báo Chính phủ đăng tải nói rằng ông Tô Lâm cùng phu nhân sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
trong chính sách đối ngoại và tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai đồng chí đứng đầu của hai đảng, hai nước. VOA trích dẫn báo chính phủ cho biết ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương phát biểu đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam. Tuy nhiên, VOA cho hay, thông báo của người phát ngôn phía Trung Quốc không đề cập đến việc ông Lâm và ông Tập sẽ bàn thảo những gì trong cuộc gặp. Trong khi đó, theo báo chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về các vấn đề quan tâm của Việt Nam cũng như thúc đẩy hợp tác với đối tác vừa là láng giềng, vừa là một nước xã hội chủ nghĩa và cũng là một nước lớn. Hình ảnh tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cũng theo báo chính phủ, với chuyến thăm của ông Lâm, Việt Nam mong muốn cùng với Trung Quốc thúc đẩy thực hiện thỏa thuận chung cấp cao, đặc biệt là những thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của ông Trọng tới Trung Quốc vào năm 2022 và chuyến thăm của ông Tập tới Việt Nam vào năm 2023. Theo tinh thần tăng cường làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. VOA dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, theo đó, các chuyên gia nhận định quan hệ kinh tế dự kiến là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của chuyến thăm này, đặc biệt liên quan tới việc đảm bảo sự hỗ trợ của Trung Quốc cho các dự án đường sắt của Việt Nam. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nhận xét của ông Chen Hanbing, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Đổi mới Hợp tác Nghiên cứu Biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh, cho rằng chuyến thăm của ông Lâm có khả năng cho thấy vai trò gắn kết của hai đảng Cộng sản cầm quyền. Báo này cũng dẫn cảnh báo của ông Zhu Xiao, nhà nghiên cứu của Tổ chức Tư vấn Độc lập Anbao có trụ sở ở Bắc Kinh, cho rằng mối quan hệ giữa các đảng Cộng sản cầm quyền có thể giới hạn trong bối cảnh các nước có tranh chấp đang diễn ra trên Biển Đông và lịch sử xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. VOA cũng cho biết chuyến thăm của Tô Tổng diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng âm ỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc về các yêu sách chồng chéo ở Biển Đông. Trong khi đó, Việt Nam cũng tiếp tục tăng cường quan hệ với Mỹ và các quốc gia đồng minh, bao gồm Úc, Nhật và Philippines, trong động thái được đánh giá là làm tăng sự tức giận của Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao cây tre, ông Tô Lâm được cho là sẽ tìm cách tăng cường quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam. VOA nhận định, bằng cách chọn Bắc Kinh là điểm đến đầu tiên sau khi trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đang đi theo con đường của người tiền nhiệm. Ông Trọng đã đi thăm Trung Quốc ngay sau khi vừa nhận chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2021. VOA trích báo chính phủ cho biết thêm, ngoài việc gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc, Tô Tổng còn dự kiến sẽ có những hoạt động rất quan trọng đối với nhân dân và đại diện của nhân dân Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam công bố về chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.